Tên lửa pháo binh phục kích sẽ tăng cày nát căn cứ quân sự. Mây đàn UAV vần lượng trên không là lính Nga làm đất ngắm. Xứ Bạch Dương không khác gì tiền tuyến Ukraine 3 năm qua bỏng rác trên từng tất đất. Giữa bối cảnh đó, Nga tiếp tục rút trung đoàn dù từ Sabrachia về mặt trận Kurs. Trong khi đó, Ukraine dùng dập trúc đoàn tầm xa các căn cứ không quân Nga khốn đốn. Đáng chú ý, Moscow tin rằng Mỹ sẽ cởi trói hoàn toàn với vũ khí viện trợ cho Ukraine, kể cả tiêm kích F-16. Chuyên gia nhận định tình hình đối với ông Putin ngày càng nguy hiểm. Đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc của ông ấy. Quân đội Ukraine thành công phá vòng vây Nga tại chảo lửa Pokrovsky ở Donetsk. Lữ đoàn tấn công sân biệt số 3 của Ukraine báo tin vui về cuộc phản công bất ngờ ở Kharkov, và tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga tiếp tục rút trung đoàn dù từ Zabrachia về mặt trận cất. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga quyết định điều trung đoàn dù 56 từ phía tây vùng Zabrachia bị chiếm đóng đến vùng Kurs để ổn định tiền tuyến, Nâng cao khả năng chỉ huy và hỗ trợ binh lính nghĩa vụ, Bộ Quốc phòng Nga quyết định điều động các đơn vị của trung đoàn dù năm 6 tới khu vực Kursk. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã phân tích tình hình dựa trên những thông tin thu được từ các nguồn mở. Một trong những quan chức Crimea từng chiến đấu trong hạng ngũ trung đoàn 56 thừa nhận rằng các đơn vị đã được tái triển khai từ Verbov và Robotin đến vùng Kursk trở lại ngày 15 tháng 8, người thân của lính Nga từ trung đoàn 56 cho biết, các bộ phận của đại đội xung kích số 1 thực sự đã bắt đầu được điều động về mặt trận Kursk và vào ngày 17 tháng 8 một trong những kênh quân sự của Nga đã xác nhận vì trung đoàn 56 đã ở vùng Kursk, trung đoàn dù 56 đã có mặt ở Zabrychia từ mùa hè năm 2023. Vào ngày 22 tháng 8, kênh Crimean win của Ukraine đã đăng tải đoạn phim về xe tải quân sự vận chuyển hàng hóa từ Sevastopol và Perevanoye về phía Nga các nhà phân tích của OSINT đã nghiên cứu chi tiết về những bức ảnh này và đưa ra kết luận rằng những chiếc xe này thuộc về trung đoàn 56 của Nga đang được đưa về Kursk. Các blogger quân sự của Nga hôm qua đưa tin rằng các đơn vị của trung đoàn 56 đang hoạt động tại khu vực Roskaya, Konopelka cùng với một lượng nhỏ lính Wagner. Hơn nữa, các trang báo Nga còn đăng tải hình ảnh các đơn vị của trung đoàn 56 được lữ đoàn dù 11 đưa ra khỏi vòng vây của Ukraine. Trở lại tháng 7 năm 2024, lữ đoàn này đã chiến đấu với lực lượng Ukraine ở khu vực Chasovna. Các nhà phân tích từ viện ISW cho rằng một mặt điện Kremlin vẫn đang điều quân từ Ukraine tới khu vực Kurs, nhưng mặt khác họ đang loại bỏ các đơn vị khỏi các khu vực không quan trọng của tiền tuyến. Cách đây không lâu thì Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển các bộ phận của Lữ đoàn 810 tới Kurs cho đến mùa hè năm 2024. Lữ đoàn này vẫn nằm trên lãnh thổ của vùng Kherson. Đồng thời Điện Kremlin vẫn cho rằng lực lượng đổ bộ là lực lượng tinh nhuệ mà Bộ Quốc phòng Nga chỉ điều động đến các khu vực ưu tiên. Putin và nhóm của ông ấy vẫn ưu tiên các hướng đi của Poprovsky và Torres. Bộ tổng tham mưu Ukraine xác nhận căng thẳng đã giảm ở hướng Zabrychia và Kherson. Moscow tin rằng Mỹ sẽ cởi trói hoàn toàn với vũ khí viện trợ cho Ukraine, kể cả tiêm kích F16. Thưa quý vị, Nga tin rằng đến một lúc nào đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine, kể cả tiêm kích F16 mà Ukraine vừa nhận được. Về cơ bản, họ Ý là Mỹ đang đặt nền tảng cho một quyết định để đơn giản loại bỏ tất cả các hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vào ngày 23 tháng 8 bình luận về khả năng Washington dỡ bỏ mọi hạn chế đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine. Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga phát động xâm lược toàn diện Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, thì Washington vẫn chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ trên lãnh thổ của mình hoặc cho phép các hoạt động xuyên biên giới vì mục đích phòng vệ. Bình luận về cuộc đột kích gần đây của Ukraine và vùng biên giới Kurs của Nga, Washington khẳng định hoạt động này không vi phạm các quy định mà Washington đề ra trong chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine. Phó phát ngôn viên ngũ giác đài Sabrina Sai nói, các tiếp cận của chúng tôi cho phép Ukraine thực hiện các cuộc phản công để bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga từ khu vực biên giới, bao gồm khu vực Kursk và Sumy. Quân đội Ukraine trong tuần này xác nhận sử dụng một số loại vũ khí do Mỹ viện trợ cho chiến dịch đột kích Kursk, trong đó có hệ thống pháo HIMARS, bom lượng CPU-39, Kiev đang kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa để xoay chuyển cục diện chiến sự. Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đã bật đèn xanh cho chiến dịch đột kích của Ukraine. Tuy nhiên, giới chức phương Tây khẳng định Kiev giữ bí mật về kế hoạch đột kích đến phút chót. Ukraine dùng dập trúc đòn tầm xa, các căn cứ không quân Nga khủng đúng. Thưa quý vị, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công một căn cứ không quân ở khu vực Volgograd của Nga vào sáng sớm thứ năm, ngày 22 tháng 8 trong một chiến dịch tấn công tầm xa leo thang theo the Wall Street Journal, cơ quan an ninh ukraine cho biết cuộc tấn công nhằm vào các kho chứa nhiên liệu và bom hàng không thứ mà nga đã chế tạo thành vũ khí chủ chốt trong các hoạt động tấn công mới nhằm chụp thượng các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của ukraine chính quyền nga ở volgograd cho biết một đám cháy đã bùng phát tại căn cứ không quân quân sự ở làng Marinipka do máy bay không người lái rơi. Một đoạn video chưa được xác nhận đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy căn cứ không quân Marinipka bốc cháy và khói dày đặc bốc lên trời. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ được cho là đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên 5 khu vực khác chỉ trong một đêm. Ukraine cũng tấn công một chiếc phà đường sắt hôm thứ Năm, chở đầy nhiên liệu giữa đất liền Nga và bán đảo Crimea bị chiếm đóng của Ukraine. Ukraine đã cố gắng sử dụng các cuộc định công để cô lập bán đảo. Ukraine dựa vào máy bay không người lái có chất nổ tự chế để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vì nước này có ít tên lửa tầm xa và Mỹ cũng như các đối tác khác cấm sử dụng nước này sử dụng tên lửa tầm xa trên lãnh thổ của Nga. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở, phòng không, kho nhiên liệu và đạn dược cũng như không quân của Nga. Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Chính quyền Nga hôm thứ Tư cho biết, Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào các sân bay quân sự của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh, tấn công Voronezh, Kursky, Salas, Leka và Borisov và kho bom dẫn đường đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và một sân bay ở Lipet hồi đầu tháng này. Justin Brank, thành viên cấp cao tại Viện Dịch vụ Hoàng gia ở London, Người nghiên cứu về sức mạnh không quân và công nghệ cho biết, mặc dù các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang gây tổn hại cho Nga, nhưng thiệt hại vẫn chưa có ý nghĩa chiến lược. Ông nói, Tuy nhiên, mức độ thiệt hại hiện tại đối với các căn cứ không quân là điều mà người Nga không thể đơn giản chấp nhận về lâu dài, vì nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với lực lượng không quân theo thời gian. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, Ukraine có thể buộc Moscow phải di dời các hệ thống phòng không của mình ra khỏi khu vực tiền tuyến. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng có thể khiến Nga phải di chuyển một số máy bay chiến đấu và máy bay tấn công từ các căn cứ cách xa Ukraine hơn nhiều. Theo Braun, điều này đã làm giảm tần suất, xuất phát của bom lượng, buộc chúng phải bay trung bình xa hơn về căn cứ của mình. Ukraine đã từng bắn hạ máy bay ném bom của Nga trong quá khứ, nhưng làm như vậy sẽ phải mạo hiểm với việc di chuyển chúng đến gần tiền tuyến douglas Berry thành viên cấp cao của bộ phận hàng không vũ trụ quân sự tại viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ở london cho biết số lượng và phạm vi ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của ukraine ngày càng khiến nga mất tập trung mặc dù máy bay không người lái của ukraine không thể thay thế loại tên lửa tầm xa mà nước này muốn được phép sử dụng nhưng chúng đang buộc nga phải suy nghĩ về nơi họ đặt lực lượng phòng không và hàng không Chuyên gia nhận định tình hình đối với ông Putin ngày càng nguy hiểm. Đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc của ông ấy. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn chuyển giao quyền lực của mình cho bất kỳ ai ở Nga, bởi vì đây là điều duy nhất khiến ông ít nhiều cảm thấy không an toàn. Vì chuyển giao quyền lực của ông Putin là một lệnh tử hình mà ông ấy sẽ ký cho chính mình. Tổng thống Liên bang Nga hiểu rằng trong trường hợp chuyển giao quyền lực, theo thời gian ông ấy sẽ bị phản bội, đổi lấy ai đó hoặc thứ gì đó, và ông ấy sẽ bị giam phần đời còn lại của mình ở The Hague, tòa hình sự quốc tế ở Hà Lan. Vì vậy, Tổng thống Nga sẽ không từ bỏ quyền lực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ý kiến này được nhà ngoại giao người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Nga, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vladimir Ogrisko bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với Club ông okgiko cho rằng việc giữ putin nắm quyền có phù hợp với giới của ông ấy không vốn thấy rằng một thảm họa đang đến gần Tôi nhìn vào mặt những người có mặt tại cuộc họp về tình hình ở vùng Kurs. Họ ngồi cách ông Putin một khoảng, không phải 11 mét như trước mà gần hơn một chút. Nhưng cách sắp xếp chỗ ngồi này cho thấy ông Putin không tin tưởng vào giới thân cận trực tiếp của ông. Ông ấy sợ họ và đây là những người không còn thân thiết nữa. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine lưu ý rằng khoảng cách về thể chất và tinh thần giữa ông Putin với giới thân cận của ông sẽ ngày càng lớn. Theo nhà ngoại giao này, giới thân cận của Putin muốn sống lâu hơn một chút và cai trị. Cựu quan chức Ukraine nói thêm rằng những người này cố gắng tự cứu mình sẽ nghĩ cách loại bỏ cái gai chính đó là ông Putin bằng cách đổ lỗi cho ông ấy mọi tội lỗi chung của họ. Có lẽ đoàn tùy tùng giới thân cận của ông Putin hy vọng họ có thể đạt được thỏa thuận với phương Tây thông qua nhượng bộ và đổ lỗi cho cá nhân ông Putin về mọi việc, đặc biệt là ở phương Tây. Họ nói rằng đây là cuộc chiến của Putin, chứ không phải cuộc chiến của người dân Nga. Ông Obritschko lưu ý rằng, theo quan điểm của ông, từ quan điểm chính trị trong nước, tình hình ở Nga ngày càng trở nên nguy hiểm đối với Putin – ngay cả cuộc họp đó cũng chứng minh rằng người dân trên thực địa biết tình hình và nói về nó một cách công khai. Nhưng Putin đã ngắt lời quyền thống đốc, người nói rõ rằng có bao nhiêu khu định cư ở khu vực Kursk mà quân đội Ukraine đã kiểm soát, nghĩa là mọi người hiểu và nhìn thấy mọi thứ, khoảng cách thực tế và những gì ông Putin muốn trình bày sẽ còn lớn hơn. Và cuối cùng, tất cả sẽ bùng nổ. Ông Putin hiện đang bước vào thời kỳ bắt đầu của sự kết thúc. Quân đội Ukraine thành công phá vòng vây Nga tại chảo lửa Pokrovsky ở Donetsk. Thưa quý vị, quân đội Nga đã thất bại trong việc đưa lực lượng Ukraine sang chiến đấu ở phía đông nam Pokrovsky. Vào vòng vây chiến thuật, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Bokrovsky. Một ngày trước đó, người ta biết quân phòng thủ Ukraine đã chủ động rời vị trí để không rơi vào việc bị Nga bao vây. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã nghiên cứu chi tiết theo tình hình theo hướng Bokrovsky trong 24 giờ qua. Do đó, đoạn phim định vị địa lý cho thấy, vào ngày 23 tháng 8, quân đội Nga đã chiếm đóng Stigia, đồng thời di chuyển xa hơn về phía nam khỏi khu định cư. Các nhà phân tích nói rằng quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát bờ đông của hồ chứa Kalovskoi. cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga về phía Nam và Tây Nam tuyến đường T-0511 đã săn bằng mỏm đá phía đông Bobrovsk và do đó Nga đã thất bại trong kế hoạch đưa lực lượng vũ trang Ukraine vào vòng vây chiến thuật. Quân đội của ông Putin đã tự phá vỡ kế hoạch của họ khi một bộ phận quân chiếm đóng tiến về phía Yasno, Prodovka và Kalovka, còn bộ phận thứ hai về phía đông Krodovka và Novokrodovka một ngày trước đó lực lượng vũ trang ukraine thừa nhận việc rút lui khỏi các vị trí để không rơi vào vòng vây chiến thuật đồng thời săn bằng chiến tuyến một số chỉ huy của lực lượng vũ trang ukraine cho biết trong các cuộc phỏng vấn với báo chí phương tây rằng những tân binh chủ yếu là những người mất bình tĩnh ISW không ghi lại thông tin chi tiết về cuộc rút lui hỗn loạn của lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vị trí của họ theo hướng Pokrovsky, cũng không có thông tin gì về những thành công chiến thuật nhanh chóng của địch ở khu vực này của mặt trận. Trước đó, Dialog.ua viết rằng các chuyên gia quân sự báo cáo hoạt động của không quân Nga ở Donbass đã giảm mạnh. lữ đoàn tấn công sân biệt số 3 của Ukraine báo tin vui về cuộc phản công bất ngờ ở Kharkov. Thưa quý vị, hiện tại thì các máy bay chiến đấu của lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 đang tiến hành các hoạt động ổn định ở khu vực Kha nơi được báo cáo là đã thành công một ngày trước đó. Đại diện báo chí của lữ đoàn số 3 Ukraine Alexander Borodin đã cảnh báo điều này với hãng Radio Svoboda. Sĩ quan Ukraine cho biết rằng, nhìn chung thì các công sự đã được hoàn thành, tức là tình hình đã khá ổn định. Một trong những thành công là chúng ta đã ngăn chặn được các kế hoạch tiếp theo và khả năng phát triển các hoạt động động tấn công từ phía Tập đoàn Quân 20 của Nga. Theo hiểu biết của chúng tôi, họ muốn tiến về hướng, mà kiếp ca, mà khác họ có thể điều động nhân sự, lực lượng và phương tiện đến các khu vực khác của mặt trận trên khắp cả nước, các vị trí cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ mới. Ông cũng lưu ý rằng một cuộc tấn công như vậy quan trọng, chủ yếu không phải vì việc giải phóng các vùng lãnh thổ điều quan trọng hơn là phá hủy kế hoạch của quân chiếm đóng cũng như tiêu diệt lực lượng và phương tiện của chúng đồng thời ông lưu ý rằng người nga vẫn có lượng nhân lực dự trữ lớn cũng như đạn pháo và máy bay không người lái fpv Ông Borodin nói thêm rằng họ có một hệ thống được xây dựng theo cách mà họ gần như không bao giờ cạn kiệt. Nên nếu chúng ta nói về lực lượng bộ bên dự bị, số lượng và quy mô đứng về phía họ, những kế hoạch bị phá vỡ, hậu cần bị phá vỡ và quân số đôi khi không hoạt động như mong đợi, chúng tôi đang có một lợi thế khi hậu cần của họ gặp trục trặc hoặc kế hoạch gặp trục trặc. Một ngày trước đó, lực đoàn tấn công độc lập thứ ba đã công bố một cuộc tấn công ở khu vực Kharkov. Trong 4 ngày, Nga mất 300 nhân lực, một lượng đáng kể trang thiết bị, vũ khí bị phá hủy hoặc hư hỏng. Ukraine thì đã tiến sâu 2 km về vị trí của Nga. Và thưa quý vị, tin tức hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sáng nay tại đây. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.